Này em được đi rừng nghiêm túc rồi này. Nghiêm túc nhá. Ok. Ok. Nhưng áp lực quá. Anh đâu ơi, anh đây, anh đâu ơi. Đây. Đấy, anh đây, anh đây. Được không? Được chưa? Ok nhá, ok nhá. Có tính trên này. Đây là đây. Anh đâu gì đây? Ấy nhờ cho đòi gì nữa. Nhìn tên là nắc nắc không? Nắc no pro không? Gì có? Nắc no pro luôn. Nhìn tên là nắc pro không? Bên nắc. Đây, ra đây. Đúng, nó không chạy. Đánh nó nhanh như thế nó chạy. Bỏ đây. Bỏ đây, bao nhiêu tiền nữa. Rồi, chết rồi. Hello anh em nhé. Cho mình anh em nào đôi cái kèo nào, đôi cái kèo nào. Một má. Thì bắt đầu từ tháng sau là mình có một đồng hình bút rồi nhé mọi người. Thế là mọi người hộ mình chứ mọi người bắt đầu từ tháng sau là mình có một đồng hình bút rồi. Không phải lượm chân lưới này mà anh. Tháng sau chắc mình sẽ được tặng ra đó. Dạ. Anh em bị miễn thất bại một đám chung luôn. Anh nào muốn donate cho bạn qua VC thì miễn đâu, mặt chúng mà nhưng mà không có một tí máu. Em chưa tìm được tí, tôi cắt clip ra tôi gửi cho bạn luôn. Vừa check cái này, tao vừa check đấy, tao đang xem mà. Tại sao nó sống mất đấy? Không chết. Sao lại không chết? Nó gần chết, trụ bắn được gần một chấm máu luôn. Nó có mấy một chấm máu thôi mà. Nhưng mà đây là cái trụ bắn rồi, đây là phải đấy trụ bắn đấy, đấy, trụ bắn một chấm máu đấy. Không, đánh nhau với người lên, nhưng mà lại không ra đam. Nên chuyên tao. Tao xem từ chuyên tao, tao xem lại đây này. Mày xem chuyên tao này, không, hai góc nhìn khác nhau, con pen hay bị lỗi này. Mày đéo, xem chim mày. Xem chim mày, đi mất ra. Làm gì đó. Xem chim nhau để làm gì. Chơi game về nó có con pen nó nhảy vào đai trụ thôi, bạn ơi bạn làm ra bạn giải quyết nó rồi kìa. Đã lắm rồi đấy. Chúng muốn công an lắp áp lực lên xem. Có gì vậy? Cắt luôn. Rác đó, nhảy đi. Cắt rồi đấy. Đi này. Làm ơn đi. Chết kìa. Quá bà chú đi xe bò đạp. Lên chỗ mày, nắc đi chỗ mày. Chết rồi. Chí ra mình con rồi, chơi game nữa rồi. Giờ này là hết chơi game rồi. Nó nắc con pen nó xanh. Nhìn lên ngoài ngoài chơi con cái gì chí rồi. Có phải thành nó dí rồi. Nó phải chạy được nhé. Mẹ con chưa có đam mắc cái quý. Lập nhiều hơn như thế này mó nó trông yếu chứ. Cái đồng hồ nó hiếu rồi thì nát. Đi đơ. Nó bẻ chứ. Bao nhiêu lần ta không gặp nhau. Quá con lợn kia. Sao ta thuộc hết luôn bây giờ. Một là 2 là thua. Cái gì? Làm cái gì? Hết đi nó bắt rồi nhỉ. Bắt ai? Bạn thí tôi đi để tôi lên cao này. Từ bắn ra từ. Nhắm là bạn giết lại được chúng nó không ấy? Không, giết hết. Chết chắc nghe. Đi bây giờ, đi bắn gì? Con Whip nó ra mid đấy nhá. Boss. Đằng đấy có 2 thằng đấy chiến á. Bắn này rồi, mất máu rồi. Nó là chiên cái game muốn giữ được chi thế hả? Tất cả binh chi. Ô à, quay quay, mít tôi bài luôn. Chết hết. Đã kịp không
chơi nhá. Hết chiều này, hết chiều này. Thơm. Đi, 5 giờ đi, nó đẹp nhất được chưa? Em có con tay này, chơi bạn ơi, con tay này chơi được. Ê. Em thăm mình địch quá gì nữa. Thăm mình cái ulti như một tuyển thủ quốc tế ấy. Em mà nó còn đang điểm ulti được. Chết anh hả? Nhá. Rồi đây mình liều con Z nhá. Nắc yếu rồi các bạn ơi, nắc không trên đấy đâu, nắc về đâu. Okay. Rồi, mình ăn lâu ấy. Nắc rửa ra được rồi nhá. Ô, xin nhá. Xin nhá. Công em vào đâu? Công vào đâu em ơi? Anh đưa, đây, đẩy bít nhanh ấy, đẩy nhanh ra. Bạn ơi. Chiến ơi. Rồi. Chúng ta to quá hả Chiến? Ừ, to lắm. To lắm. Nó bé đó, nó bé vừa vừa anh em nghe được không? Cái gà mồm đây đâu thì nó tin những người trong nghe được rất mồm. Đấy, giờ đấy cả fan người xem của mình với LD sang bên kia nhắc nhở. Nghe đấy đi, tại nguyên team flat. Anh gấu, anh đây, sớm nay không anh Slack, Slack là gì nữa, Slack một tờ team nữa. Giờ đánh đang thua rồi, kìa đang nhìn đánh bên cạnh thắng thắng luôn, cú cú hét thì đánh cặp luôn thì kẻ mới đi xuống ấy. Thua thì kiểu thua sức sắm cứt, thua thì thua kỹ năng. Em này nghe, mất tràng. Này còn tiêu anh. Có chứ, người có thì giữ thôi. Để. Anh mới ra luôn chứ còn không anh ulti lại ở đầu nữa rồi. À, sẽ phải chết cái này khó chơi quá nha. Anh thấy gì? Không được á. À mình à. Ui. Tốt nha. Ulti dính quá anh đi. Hello, đẹp chưa? Hello. Tôi tăng chưa? Tôi tăng chưa? Có cầu. Này không em ơi. Đấy anh nhau. Mọi người để em tăng nhau. Mọi người cứ để em. Rồi rồi em cứ làm hết đi. Rồi làm hết đi em ơi. Ơi rồi. Chơi không? Chơi em ơi. Về về. À thật. Hello, mọi người tôi chuẩn bị lính xong mình cứ vào trụ, tôi đi vào trước, tôi ăn hai đam trụ tôi chạy ra tôi chết rồi. Như em thì anh này tám quá, tám quá, con lính cờ lia lính xong rồi con xe nó không đi luôn, nó đứng lại lại một nhịp, đứng lại một nhịp cắm thế. Đi lấy phép chìa khóa. Ôi con na này. Ô, đi cảnh anh em ơi. Na này giờ nó khác thì con pet đâu mà. Không gặp ai nó cũng chạy. Ôi,
10 điểm nhá. Các bạn không thằng nào chết quả bung đấy thì tôi chịu. Rồi thằng này chết nốt này. Thằng này chết rồi. Hay nhá, hay nhá. Anh em đã giết hết rồi à? Má, điện tử thế nào luôn nha. Chơi thua tải đấy anh ạ. Được chơi điện tử là thua đấy anh ạ. Chơi lúc đầu đấy. Lúc sau thì trường em mất. Hello mọi người nhá, chúc mọi người sẽ live stream vui vẻ. IDC chưa không nói gì ạ. Ở lúc mình không nói thì mình tập trung. Hai anh em chơi chung đi nhá, anh nghỉ nhá. Ok anh nhá. Ok.